Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết đầu giờ sáng nay, 12 tháng 3 của kênh VTC14. Thưa quý vị, do vẫn chịu ảnh hưởng của các hình thế thời tiết tốt, cho nên đến hôm qua, nền nhiệt tại các tỉnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ vẫn trên đà tăng chậm. Trời chỉ còn xe lạnh với nhiệt độ dao động phổ biến từ 19 đến 22 độ. Ngoại trừ những điểm có địa hình núi cao như Sapa, Sìn Hồ, Tam Đường và Mẫu Sơn, trời còn rét với nhiệt độ xuống dưới 15 độ. Các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có thời tiết hầu hết đều không mưa nên nhiệt độ ở khu vực các tỉnh miền trung cũng tăng lên khoảng một độ các khu vực khác nhiệt độ ít thay đổi Dự báo hình thế thời tiết chính chi phối các tỉnh miền Bắc nước ta ngày hôm nay vẫn là dìa phía nam của dãy áp thấp có trục ở vào khoảng 24 cho đến 26 độ vĩ bắc với đời gió đông nam yếu, đồng thời trên tầng cao, dãy gió tây đã được hình thành và đang di chuyển về phía đông. Do vậy, ngày và đêm nay, các quá trình đối lưu do hội tụ gió tầng cao có điều kiện phát triển, khiến thời tiết trên toàn các tỉnh Bắc Bộ chuyển nhiều mây và có mưa, mưa rào rải rác. Do mưa khiến nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 24 đến 27 độ, đến chiều tối và đêm nhiệt độ giảm dần và giao động phổ biến vẫn duy trì ở mức 19 đến 22 độ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết vẫn ít mưa và có nắng, nên nhiệt độ ít biến đổi so với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì số giờ nắng khá cao, nhiệt độ ban ngày hầu hết trên 30 độ. Do thời tiết không mưa và nắng nhiều đã kéo dài nhiều ngày, cho nên tình trạng khô hạn trên toàn khu vực ngày một gây gắt. Mực nước trên các sông hồ trên toàn khu vực đều ở mức thấp, Bên cạnh đó, lại đang trong thời kỳ chiều cường, khiến tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh ven biển tăng lên, ảnh hưởng lớn đến thời vụ canh tác và nuôi trồng thủy sản của người dân nơi đây. Trong 2 đến 3 ngày tới, dãy ngắt thấp tiếp tục bị nén và đầy dần lên, trong khi hội tụ dãy gió tây trên cao vẫn được duy trì. Vì vậy, tại các tỉnh phía tây và vùng núi phía bắc có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Các khu vực khác thời tiết ít thay đổi. Sau đó đến khoảng ngày 14, các tỉnh bắc bộ có khả năng chịu tác động của một đợt không khí lạnh nên sẽ có mưa và nền nhiệt độ giảm dần. nói bản tin là dự báo chi tiết cho các khu vực. Khu vực phía tây bắc bộ trời chuyển nhiều mây có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ nhiệt độ cao nhất là từ 26 cho đến 29 độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ. Khu vực phía đông bắc bộ thời tiết trên khu vực cũng duy trì trạng thái nhiều mây có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông gió đông nam mạnh cấp 2 cấp 3 nhiệt độ cao nhất là từ 24 cho đến 27 độ nhiệt độ thấp nhất từ 19 cho đến 22 độ. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 25 cho đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 22 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ thời tiết phổ biến có mây thay đổi, mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 25 cho đến 28 độ, có nơi trên 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 cho đến 23 độ. Khu vực Trung Trung Bộ mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ cũng là trạng thái thời tiết phổ biến trên khu vực này. Nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 cho đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 22 cho đến 25 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi ngày nắng, đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 cho đến 20 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 25 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31 cho đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 26 độ. Khu vực Biển Đông, trong 24 giờ tới, thời tiết trên biển còn tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt, cụ thể như tại quần đảo Hoàng Sa, trời không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam mạnh cấp 4 cấp 5, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 4 cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 cho đến 30 độ. Độ. Tuy nhiên khoảng từ đêm mai một bộ phận không khí lạnh có cường độ yếu sẽ tăng cường xuống phía nam và ảnh hưởng đến thời tiết biển đông. Thưa quý vị như vậy là trong 24 giờ tới thời tiết tại các tỉnh miền Bắc sẽ chuyển xấu, trời chuyển mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Các khu vực khác ít mưa, ngày nắng. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Ngoài ra người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long cũng cần lưu ý đến hiện tượng chiều cường đang lên và khả năng xâm nhập mặn gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân trên khu vực bản tin dự báo thời tiết sáng nay đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và gặp lại trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo của chúng tôi